Thưa quý vị và các bạn, trong suốt những ngày qua, sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Trên cương vị là người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh 21 nền kinh tế APEC, một hoạt động ngoại giao kinh tế rất lớn, uy tín của thế giới vào năm 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra tại Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp, trong đó ghi nhận dấu ấn đậm nét của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chỉ trong một tuần lễ, Việt Nam đã chào đón hơn 10.000 đại biểu tới tham dự, gần 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế. Điều này là minh chứng sinh động cho thấy tầm dốc của APEC cũng như ý nghĩa quan trọng của tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam. Tuần lễ APEC 2017 diễn ra ở Việt Nam. Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn của thế giới và khu vực đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng như thống nhất thúc đẩy bao trùm về kinh tế, chính trị, xã hội. Thông qua tuần lễ hội nghị cấp cao APEC, thảo luận các chính sách, chiến lược nhằm phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo hướng xanh, bền vững và sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy thương mại đầu tư tự do là sức mạnh của các nền kinh tế thành viên APEC. Với cương vị Chủ tịch của nước chủ nhà, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoàn thành xuất sắc trọng trách đại diện cho đất nước, đón tiếp chủ trì các cuộc họp quan trọng nhất, bàn thảo chân tình, thẳng thắn về những vấn đề lớn của APEC với những người đứng đầu các quốc gia thành viên APEC, trong đó có những nước được mệnh danh là siêu cường của thế giới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một cách tinh tế và sâu sắc, đã thể hiện vị thế của Việt Nam bằng việc khẳng định các quốc gia đối tác là bạn, là đối tác toàn diện với sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị. Đồng thời bày tỏ mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và các đối tác đang phát triển thực chất và hiệu quả. Một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới trong nước và quốc tế, đó là khi phát biểu chào mừng tại tiệc chiêu đãi các thành viên tham dự APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dẫn câu "Anh em bốn bể là nhà" để nói về sự hợp tác giữa các thành viên. Ông nói, từ một nơi từng là chiến trường, sau mấy chục năm qua, châu Á Thái Bình Dương đã trở thành cái nôi của những câu chuyện thần kỳ về phát triển kinh tế. Nền tảng của thành công đó là bởi chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của hợp tác và đối thoại. Những câu nói đầy nhân văn và ý nghĩa của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thu hút sự chú ý của các thành viên tham dự APEC. Và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng được truyền thông quốc tế lớn đánh giá đã nắm bắt cơ hội để đưa vị thế Việt Nam đến với thế giới. Những thông điệp của Chủ tịch nước đã được truyền đi trong sự đón nhận và quan tâm của rất nhiều quốc gia. Sự chân thành, thẳng thắn, tình cảm, đón tiếp trọng thị, chu đáo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cũng như sự nồng nhiệt, thiện cảm của người dân Việt Nam đã chạm tới trái tim các vị nguyên thủ các nước thành viên APEC. Thành công tốt đẹp về nhiều phương diện của APEC 2017 với sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã làm rạng rỡ Việt Nam.